Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại em đang có mặt tại mộ cụ Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cả nhà. Hôm nay là ngày đầu tháng âm lịch ngày 1 tháng 6 năm 2023. Và cô chú anh chị thì em đến đây thì sáng nào cũng vậy cô chú anh chị ơi. Bánh chuối chiên ha. Bánh chuối chiên cho cậu và đem theo cái bịch, lấy bịch khăn ướt cô chú anh chị. Bịch khăn ướt đem theo để lau mộ cho cậu. Và kèm bên cạnh đó thì có bình trà nóng. Bình trà nóng thì ngày nào cũng có cả nhà. Ngày nào cũng phải có ha. Và mình vô bên trong rồi cả nhà. Để mời cậu Năm ăn bánh uống nước. Cảm ơn chị. Đây là sáng ở mộ cậu Năm. Một khung cảnh rất là mát mẻ, thanh bình. Chú anh chị. Phải nói là sáng thì có mấy mọi người đang vô tới cúng cậu Năm của chú anh chị. Bây giờ mình bỏ xuống rồi mình cúng cậu Năm ha. Bánh chuối ngày nào thì cũng phải có cái bánh chuối của chú anh chị. Mời cậu Năm. Dạ cậu Năm ơi, con chào cậu Năm ha. Con mới tới cậu Năm ơi. Dạ con mới vừa tới luôn. Thì em xin phép giờ cái này quan xíu để bánh chuối lên và con mời cậu Năm ăn bánh chuối ha. Bánh chuối rất là ngon của chú, ngày nào cũng mời cậu Năm ăn bánh chuối. Bánh chuối rất phải nói là giòn lắm của chú anh chị. Qua bên đây thì trà có lẽ là chị Nhi cũng châm trà cho cậu rồi, nhưng mà mình để mình bày tỏ một xíu cả nhà, mình bày tỏ với cậu Năm một xíu, mình châm thêm vào, mình châm thêm vào cô chú anh chị. Bữa nay em quên đem cái mic cả nhà nên có thể là nghe không rõ, cô chú anh chị thông cảm nha. Sáng đi quên, chị Nhi đã châm châm đầy rồi. Bây giờ thì để cái đó là tấm lòng của chị Nhi ha, mình xin châm thêm. Cái này mình xin miếng lọc, xin miếng lọc của cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Xin lọc đó. Mình rót ra một xíu rồi mình châm thêm vào ha. Năm ơi, con mời cậu Năm uống nước trà nóng nha. Dạ, con mời cậu Năm ạ. Cả nhà, châm trà và bánh chuối chiên nha. Châm trà bánh chuối chiên. Con nguyện mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nhân biến nhật thực những tất cả các món trên bàn thờ của cậu Năm đây. Rất là nhiều nhân biến lên, nhiều lên để cùng 10 phương pháp giới thọ hưởng, cùng nhau thọ hưởng. Nam mô A Di Đà Phật. Hình như là cái này hôm qua nó bị bể hay sao ta, nhìn nó mới mới hay sao. Bây giờ mình thắp nhang thì cả nhà thắp nhang cho cậu Năm cái ha, thắp nhang rồi sau đó mình làm những công việc khác ha. Bye.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đệ tử Đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2023 âm lịch. Chúng con nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tinh thật là giỏi văn ngoan, pháp danh là Tam Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2023, cùng tất cả mười phương pháp giới chúng sanh sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm cầu nguyện cho tất cả các chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào, cũng tìm thấy Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, để cuối đời có thể trở về cõi lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi, con mời cậu ăn sáng nha, uống nước trà. Dạ, xin chào cô chú ha. Thì buổi sáng thì đây là những cái tấm lòng của anh em YouTube. Thì khán giả thì em chưa thấy tới cả nhà. Khán giả thì em chưa thấy. Cô chú anh chị. Mấy cái ly này thì nó hết rồi nè. Mình lấy bỏ đi để cho nó được sạch sẽ cả nhà. Còn cái ly bên đây thì nó chưa có cháy chưa hết, nên mình bật lửa lên, mình có thể bật lửa lên để cho sáng buổi sáng được ấm áp hơn cô chú anh chị. Mấy cái ly đèn cày nhỏ này. Có lẽ là hôm qua gió nó tắt đó cô chú anh chị, gió nó tắt đó cô chú anh chị. Có sáng này một con năm phải nói là sạch sẽ tươm tắt gọn gàng ha. Bây giờ mình đi lầu 1 cho cô năm ở cả nhà. Lầu 1 cho cô năm.